Rồi, ok, xin chào các bác. Ngoài trời đang mưa rả rích các bạn, hy vọng các bác có thể nghe rõ được. Thì từ ngày LG hẹo đến nay em cũng ít ra clip hơn, cơ bản là cũng không còn gì để nói về LG mấy nữa. Thì nay cũng mưa gió, chợt nghĩ ra là LG nhà mình còn một cái điểm mà nhiều anh em vẫn còn rất là gắn bó với nó. Đó chính là cái phần về âm thanh trên LG nhà mình ấy. Ngay cả trên thế giới cũng thế thôi, cũng có nhiều bác rất là đam mê cái âm thanh của LG. Thì tại sao lại như vậy? Thì vì LG nó có cái DAC riêng. Em nhớ không nhầm là từ thời con V10 là bắt đầu là LG rất là nổi tiếng về cái việc mà nghe nhạc trên điện thoại của mình, nghe bằng tai nghe đấy nhá. Đó thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác một chút xíu về cái kinh nghiệm của em khi mà nghe nhạc trên con tất cả những con LG mà em đã từng sử dụng nhé. Thì trước tiên ấy, em muốn nói về cái phần loa ngoài của LG ấy. Thực ra thì cái phần loa ngoài của LG em cũng không quan tâm cho lắm đâu. Tại vì đối với em ấy, cái loa ngoài chỉ để đủ to, đủ rõ ràng để mà nhận cuộc gọi là được rồi. Em cũng không quan tâm là chất lượng nó như nào cho lắm, nhưng mà nhiều bạn em thấy cũng quan tâm. Cho nên là em muốn nói với các bác là cái loa ngoài ấy, thì tùy tai mỗi người thôi. Các bác có thể nghe được là tiếng bass rồi tiếng chét tiếng mid của nó, nhưng thực ra là em đối với em là cái dạng tai trâu, em chỉ phân biệt được nó là cái nào là to nhất rõ ràng nhất thôi, không bị rè là được rồi. Thì như với cái kinh nghiệm sử dụng máy LG của em ấy, thì hiện tại em đang thấy là cái con LG V60 là cái con mà nghe cái loa ngoài nó to nhất đấy. Tiếp theo đấy là đến cái con Velvet đấy. Và tiếp theo nữa xuống nữa ấy, thì như em cảm nhận ấy, nó là con G7 đấy, sau đến con V40 đấy, mấy con từ V30 trở lại, trở về đằng trước ấy, thì loa ngoài không có gì ấn tượng mấy đấy. Và mấy con như kiểu là con V50S rồi con G8 G8X này rồi G8S này thì nó không có gì đặc biệt cho lắm đâu các bạn, các bác chỉ không quan tâm mấy con này đâu. Và các bác chỉ quan tâm đến cái con là con V50 và con G8 thường nhé. Thì cái con G8 này nó lại cho cái chất lượng âm thanh tốt hơn con V50 đó. Mặc dù là con G8 này chỉ có một loa ở phía dưới thôi, như em đang dùng đây, con G8 này chỉ có loa một phía dưới thôi, thực ra nó có một loa ở đây nữa, cũng gọi là loa, nhưng mà nó không phải loa dạng bình thường, cho nên là cũng không thể nói so sánh như nào được cho nó rõ ràng được. Nhưng mà về độ to, độ ràng ấy, thì con G8 nó vẫn hơn. Đó là về cái phần âm thanh ở loa ngoài nhé. Đấy, thì các bác nếu mà các bác nào quan tâm đến cái loa ngoài của LG ấy, thì tại là con V60 là con cho cái âm lượng to nhất đó. Còn mấy con như kiểu mấy con V40 này, V50 rồi G8 rồi, nói chung là không hơn kém nhau nhiều đâu. Nó gần như không, nếu các bác nào không để cạnh hai con máy ở cái gần nhau thì các bác cũng không phân biệt được đâu. Đó, đấy là về phần loa ngoài nhé. Rồi tiếp theo ấy là phần chính của việc nghe nhạc trên LG ấy, thì nó phải nghe bằng tai nghe các bạn. Thì em nhớ đó là từ thời con V10 ấy, nó bắt đầu phát triển cái chip DAC riêng, và từ đó trở đi là đến thời điểm này luôn, V60 nữa, và là vẫn có cái chip DAC riêng. Tuy nhiên thì cái thời điểm ban đầu ấy, LG nó liên kết với hãng B&O ấy, sau này thì liên kết với hãng Mediaan gì đó, thì sau này em thấy là cảm giác là không được ổn cho lắm, không được hay bằng cái B&O. Thì đấy là cái cảm nhận riêng của em thôi. Còn để nói với các bác là cái con điện thoại nào ấy, của LG là nghe nhạc hay nhất ấy, đó, thì như em nghe này, và có tham khảo ý kiến của rất nhiều người ở trong nhóm của mình nữa, thì đến thời điểm này mọi người đánh giá nhiều nhất, nghe nhạc hay nhất khi mà nghe bằng tai nghe nhé, là trên cái con LG G5. Nhưng mà phải là G5 nó có sẵn, nghĩa là có sẵn có thêm cái module nghe nhạc B&O nhá, nó gắn ở đít đây này. Đấy, thì cái thời đấy em cũng đã được trải nghiệm cái con G5, nhưng mà lại không có cái cục gắn rời của DAC ấy, của DAC B&O ấy, cho nên là em cũng không thể
mà đánh giá tường tận cho các bác biết được. Nhưng mà như em tham khảo trên nhóm, trên hội anh em mình nói ấy, thì là cái con G5 có gắn cái cục DC rời đấy là nghe nhạc bằng tai nghe hay nhất. Sau đó là đến cái con LG V20. Đấy, con LG V20 thì em sử dụng rất là lâu luôn. Em thậm chí em còn lập một cái nhóm LG V20, V20 đến bây giờ vẫn còn tồn tại đấy. Thì như em thấy là cái con LG V20 là cái con nghe nhạc bằng tai nghe hay sau cái con G5. Đó. Và tiếp theo nữa ấy, em nghĩ là đến cái con V10 các bạn. Em thấy con V10 nghe 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 bằng tai nghe cũng rất là hay. Đấy, và sau này thì có con V30 rồi V40 rồi V50, V60 rồi G8, nói chung mấy con mà có DC em thấy nó cũng xem nhau thôi. Và đặc biệt là cái con có cái con mà anh em mình hay so sánh với nhau là con G8 và con V50. Hiện tại em không có con V50 ở đây nhưng mà em đã từng nghe con V50 rồi. Thì bạn em cũng đang dùng một con V50, em cũng từng sử dụng lấy của nó để nghe rồi. Thì là em thấy là cái chất lượng khi nghe bằng tai nghe nhé của con LG V50 nó hay hơn một chút so với con G8 này. Đó. Và cái hôm đi off fan LG cũng thế thôi. Các bác ấy cũng bảo là nghe bằng tai nghe trên con V50 nó hay hơn con G8. Đó. Tuy nhiên thì thời điểm off đấy lại không có con G5 vừa không có con V20, cho nên là cũng không có cái để các bác so sánh được. Đó thì các bác biết, nói cho các bác biết là nếu như các bác chọn mua để con máy nào để làm máy phụ để nghe nhạc thôi, thì các bác hiện tại bây giờ các bác chọn con G5 hoặc con V20 vừa rẻ mà vừa nghe nhạc hay nhất đó. Rồi tiếp theo nữa ấy, là việc các bác sử dụng cái tai nghe nào trên cái điện thoại LG nhà mình ấy. Thì nhiều khi các bác đang là phân vân là thế các bác sử dụng tai nghe nào thì mới kích được cái chip DC của con LG lên. Thì thực ra là các bác sử dụng cái tai nghe nào cũng được, có cái trở kháng là bao nhiêu cũng được. Thường thường trên thị trường bây giờ nó có những cái tai nghe trở kháng tầm khoảng từ 16 ohm này, 32 ohm này, rồi 64 ohm, rồi có cái lên những 150 ohm, rồi 200 ohm, có cái lên 800 ohm các bạn. Thì tùy vào tai mỗi người thôi. Như tai em sử dụng hàng ngày ấy, em sử dụng rất là lâu rồi đó, thì đây là một cái con tai nghe có cái trở kháng là 16 ohm, nó vẫn sẽ kích được DC lên thôi. Đây như các bác nhìn đây này, đấy các bác thấy không, nó hiển thị cái hai file lên đây này. Đấy, em không cần mở máy đâu nhé, nó hiển thị cái hai file lên đây này đó. Thì ở LG nhà mình ấy, những con tai nghe nào mà trở kháng dưới 50 ohm ấy thì nó chỉ kích được cái là hai file này lên thôi đó, hai file lên thôi nhé các bác. Các bác nào mà không có cái biểu tượng hai file này thì các bác cài cái app này ra này, đây này, tại vì nhiều bác không biết là cái này nó ở đâu, không biết cái hai file nó ở đâu đây, thì các bác cài cái app này này, cái app hai file status này của LG này. Đấy thì nó sẽ hiển thị cho các bác là cái thông báo ở trên này là các bác đang cắm cái tai nghe có trở kháng là bao nhiêu, nó ở trạng thái nào. Đấy thì đây nó có mấy trạng thái này, AUX này, 50 ohm này, hi-fi này. Đấy thì thường thường các bác nào mà cắm vào cái dàn ấy, cắm vào dàn âm thanh ở gia đình ấy, thì nó sẽ hiển thị là AUX đó. Còn cắm những tai nghe trở kháng dưới 50 ohm ấy, nó sẽ hiển thị là hi-fi. Còn cái tai nghe nào mà trên 50 ohm ấy thì nó hiển thị 50 ohm. Đấy thì đây em có một cái tai nghe này là 16 ohm này, em sẽ lấy cho các bác một cái tai nghe nữa. Đây cho chờ em xin thôi. Thì đây cái tai nghe này ấy, cái tai nghe này em cũng mới chế thôi và em đã test thử nó rất là lâu rồi em mới dám chế và dám mua về để mà làm một số con. Em đang mua về làm 4-5 con ấy. Thì mục đích là sẽ bán cho các bác cái tai nghe mà có trở kháng 64 ohm này. Đây cái con tai nghe này có trở kháng là 64 ohm nhé. Đấy em cũng mới chế được mấy ngày thôi. Thì khi các bác cắm vào ấy, đây này, đây, đây này các bác thấy không? Khi các bác cắm vào này, nó hiển thị cho các bác là 50 ohm. Đó, các bác nhìn rõ không? Thì nhiều bác ấy, cái vấn đề mà cái trở kháng trên tai nghe ấy, cũng rất nhiều bác và cũng rất nhiều bài viết ở trên nhóm đã tranh luận nhau về việc mà nghe cái tai nghe trở kháng cao hay là trở kháng thấp ấy, thì nó sẽ hay. Thì việc các bác nghe trở kháng cao ấy,
thì bắt buộc cái nguồn phát của các bác ấy, gọi là cái đẩy của bác ấy, nó phải mạnh thì nó mới đẩy được cái trở kháng cao như thế. À, các bác cứ hiểu nôm na là như thế cũng được. Đấy, thì ở trên điện thoại, những cái điện thoại khác ấy, thì nó không có DC rời, dẫn đến là khi các bác dùng cái tai nghe mà trở kháng cao ấy thì các bác nghe sẽ không hay đâu, và âm thanh nó sẽ nhỏ đi, nó nhỏ hơn với những con mà có trở kháng thấp. Đấy, ví dụ như cùng một cái đây nhé, đây là con 16 ohm này, đây là con 64 ohm nhé. Nếu như các bác cắm vào một cái điện thoại của Samsung hay Apple gì đấy thì các bác sẽ nghe được cái âm thanh là cái con trở kháng thấp này nó sẽ to hơn. Đấy, em đang nói việc to hơn thôi nhé, còn chất lượng âm thanh như thế nào ấy, thì đó là cảm nhận của mỗi người nữa, chứ không thể nói mà một mình em có thể nói được. Đấy, thì cái con trở kháng thấp và trở kháng cao ấy, nó sẽ có cái khác biệt như vậy. Tuy nhiên ấy, trên LG mình nó lại khác một tí là khi các bác cắm một cái tai nghe, đây con trở kháng 16 ohm này, con này 64 ohm nhé, khi các bác cắm con 64 ohm vào cái điện thoại LG nhà mình ấy, thì khi đó ấy, cái DC nhà mình nó mới kích được full cái DC lên. Thì khi đó nhé, nó cho cái chất lượng, thứ nhất là cho cái độ to nhé, độ to của cái con 64 ohm này nó sẽ to hơn hẳn luôn nhé, cái con 16 ohm này. Và như em bằng cái tai nghe của em thôi, cái cảm nhận của cá nhân em thôi, thì là cái 64 ohm này này, em thấy nó đã hơn, nó phê hơn ấy. Em không nói về việc mà mỹ quan âm nhạc của các bác như thế nào, nhưng mà đối với cái mỹ quan âm nhạc của em ấy, chắc là em chỉ nghe thấy nó là to hơn là một, nghe đã hơn, phê hơn, và em thấy là bát nó đập nó có lực hơn. Đấy, ngay cả em sử dụng bằng cái tai earbud này thôi, nhưng mà cái tiếng bát của nó em thấy rất là tốt, em thấy nó khá là tốt ấy. Và hôm đi off rồi cũng mang đi cho các bác nghe, thì nhiều bác cũng thích cái tai nghe 64 ohm như này. Tuy nhiên thì có một hạn chế của cái 64 ohm này ấy, là khi các bác mở âm lượng nó gần với mắc ấy, để gần khoảng 75 ấy, thì nó đánh mạnh quá, nó đánh mạnh quá làm cái màng loa của cái con này nó bị rung quá, rồi đến nó va chạm vào những cái housing này, rồi nó bị hơi rè rè. Thì đấy là cái ưu điểm của cái việc mà nó kích full nát như thế. Thì tuy nhiên ý, đây là cái tai của em chế thôi, còn có những cái tai nghe của những thương hiệu khác, rồi của những cái bác khác chế ấy, thì là một là có thể là in-ear hoặc là earbud cũng có, nhưng mà đa số là cái dạng in-ear ấy, nó sẽ cho các bác cái giải bass nó tốt hơn, chắc chắn là đường như thế, và nó nhỏ gọn một chút xíu. Và nhiều bác cũng không thích cái nghe earbud này, em thì lại không thích nghe in-ear các bạn đó. Thì đó là việc mà nghe cái tai nghe trở kháng cao và trở kháng thấp. Thì kết luận lại cho các bác biết là khi nghe bằng cái tai nghe trở kháng cao ấy, là nhưng mà không phải là cao quá nhá, nhắc lại lần nữa là không phải cao quá, nó chỉ tầm con LG nhà mình chỉ tầm khoảng 50 ohm đến 80 ohm trở lại thôi. Em đoán thế, em tất nhiên là em hồi xưa em cũng có chế một cái tai nghe là 150 ohm, thì nó lại cho cái âm lượng nó nhỏ hơn các bạn, kiểu là nó vượt quá cái giải kéo của cái con LG nhà mình ấy, dẫn đến là nó cho cái âm lượng nó bé hơn. Thì các bác chỉ nên sử dụng cái con tai nghe nào tầm khoảng 50 đến 60 ohm hoặc là 70 ohm là căng thôi, em nghĩ là tầm đấy thôi. Thì tại vì trên thị trường em cũng thấy là chỉ có tầm khoảng 50 ohm rồi 64 ohm tầm đấy thôi, chứ mấy cái khoảng mà 80 ohm cũng ít lắm. Đấy, cho nên là các bác, em khuyên các bác là nếu như các bác sử dụng điện thoại LG để nghe nhạc thì các bác nên mua một con tai nghe có trở kháng từ 50 ohm đến khoảng 70 ohm là đẹp. Đấy, thì em thấy là nó sẽ khai thác được hết cái chip DC của cái máy LG nhà mình. Đó. Còn về cái độ hay, độ dở thì em cũng nói rồi đấy, là theo khách quan của em ấy, là em thấy nó hay hơn, nó to hơn và nó đã hơn, phê hơn. Đấy. Vì em đã nghe hai con này mà, nghe con này lâu lắm rồi, và mới chế thêm con này nữa thì nghe nó sướng hơn, và sau này em sẽ đổi sẵn hẳn sang cái con này em nghe, chứ chẳng em không nghe con này nữa. Em nghe con này chỉ trên khi mà nghe bằng cái điện thoại khác thôi. Vấn đề tiếp theo ấy, nếu như các bác mà quan tâm đến cái vấn đề mà chất lượng âm nhạc ấy, thì các bác nên tải những cái file nhạc nó có chất lượng tốt đấy các bác. Thì thường thường trên thị trường bây giờ ấy, nó là những cái file nhạc kiểu như dạng là lossless ấy, cái dạng file mà nó có cái đuôi là
APE hoặc là Flash gì đấy. Thì đây em có sử dụng. Nói chung là từ hồi em sử dụng LG đến giờ em cũng toàn sử dụng cái file nhạc Logitech đây thôi. Đây này. Ok. Giờ mới mở ra các bạn. Đây này. Thì thường thường là em sử dụng những cái file kiểu dạng như này này. Flash này. Đấy. WAV này. Đấy, kiểu kiểu như thế. Và có một cái file APE nữa. Đấy. Thì những cái file này thì các bác lấy ở đâu? Thì cái file này thường thường em cũng lấy ở trên mạng thôi. Trên những cái nhóm chia sẻ về nhạc Logitech ấy. Thì tại vì những cái máy, những cái bài hát như này nó có cái dung lượng rất là lớn. Đây các bác tầm đấy, tầm 30-40 MB, có những bài 50-60 MB cũng có. Thì bắt buộc các bác phải lưu trữ thêm một cái thẻ nhớ nữa, hay là các bác lưu trữ nó lại. Em đang sử dụng một cái thẻ 128 GB thì cũng lưu kè gà các bạn, không phải lo. Cho nên là quan trọng là các bác kiếm được cái nguồn nhạc ở đâu cho nó ngon thôi. Thì trên mạng ấy, trên internet nhà mình ấy, cũng có rất nhiều cái nhóm chia sẻ những cái file nhạc như thế này, hoặc là các bác trực tiếp tra Google cũng được. Các bác thích cái bài nào đó, các bác tra nó ở cái dạng tên của bài hát đấy và sau đó là chữ Logitech vào, các bác sẽ tìm ra được nó thôi. Thì tại sao lại em lại chia sẻ cái này, vì như em trải nghiệm cái âm thanh lâu năm rồi ấy. Thực ra là bảo là để phân biệt được cái file Logitech này và cái file MP3 nhà mình ấy, thì nhiều khi là nếu như các bác nghe bằng cái tai nghe nó không được chất lượng tốt ấy, tai nghe bình thường ấy, thì chắc chắn là nhiều khi là không thể phân biệt được. Nhưng mà khi mà các bác mà sử dụng một cái tai nghe nó có chất lượng ổn ổn tí ấy, thì em thấy là cái những cái file Logitech này nó cho cái độ sạch, độ trong ấy. Đấy là cái cảm giác hiện hữu. Có nghĩa là khi nghe bằng cái những cái file Logitech, mình trước tiên là mình biết nó là cái file Logitech chuẩn đẳng này, thì mình sẽ cảm giác là nó yên tâm hơn để dùng, như kiểu bác dùng hàng giả hàng fake ấy. Kiểu kiểu thế. Thì đúng đúng là nếu mà bảo là tai nghe có thể phân biệt được cái file Logitech và cái file MP3 ngon ngon tí thì có khi là cũng không phân biệt được đâu. Và phải là những cái bác mà quá sành sỏi thì mới phân biệt được, và phải với những cái cặp tai nghe nó phải ổn, nó phải tốt, đủ tốt. Đấy, thì như em thấy, là cảm nhận của em thôi nhá, là những cái file Logitech như này nó cho cái chất lượng âm thanh nó chắc chắn là hơn. Trước tiên là mình không biết được, nhưng mà mình biết là nó chắc chắn sẽ hơn. Và khi mình có một cái tai nghe đủ tốt ấy, mình sẽ cảm nhận được rõ hơn cái điều đó. Đấy, thì em cũng khuyên các bác là nên tải những cái file nhạc của mình nó chất lượng cao nhất. Hiện tại bây giờ là Logitech, và cao hơn nữa như là DTS thì phải. Nhưng mà cái đấy thì cũng không quan tâm cho lắm, em chỉ quan tâm đến nhạc Logitech này thôi. Rồi có một vấn đề nữa ấy, là khi các bác có những cái tai nghe kiểu là cái dạng trở kháng thấp như thế này này. Đấy, mà các bác muốn là kích full cái DAC của mình lên ấy, cái DAC của điện thoại LG nhé, thì các bác làm như nào? Thì em khuyên các bác là có một mẹo nhỏ thôi. Thì là các bác mua trên mạng ấy, một cái dây nối như này thôi. Cái dây từ 3.5 cũng ra 3.5 luôn. Đấy, và đương nhiên là các bác nên mua một cái tai nghe nó có trở kháng trên 50 ohm thì các bác sẽ kích được nó nhé. Đấy, còn nếu như các bác mua cái dây kiểu như này, các bác cắm vào trước. Đây, một là các bác cắm vào trước này. Đấy, để xem nó hiện ra cái gì. Đấy, thì đây. Khi mà cắm vào đấy, nó sẽ hiển thị cho các bác là cái AUX. Đấy, thì với cái định dạng với cái nguồn phát ra là AUX như này. Đấy, thì em thấy nó cũng có vẻ là hay hơn cái hi-fi một tí các bạn. Em cảm giác như thế thôi. Và sau đó các bác cắm cái đầu này. Đấy, cắm cái đầu này của cái tai nghe trở kháng thấp ấy, các bác cắm vào đầu này và các bác nghe. Thì em thấy là nó có vẻ hay hơn đấy. Đấy, và một cái cách nữa để mà bác kích toàn bộ ấy, thì là các bác mua một cái, đây ví dụ như cái đây này. Này. Đây là cái gọi là cái jack nhé, cái jack trở kháng cao ấy. Đấy, thì cái jack này em nhớ không nhầm nó là cái jack những 200 ohm thì phải. Hồi xưa em mua để thử nghiệm thôi,
thì các bác chỉ nên mua một cái jack là đây này. Đây. Các bác sẽ cắm cái jack này vào. Đây các bác chờ thì à tại vì chưa có tai nghe nên nó vẫn hiển thị là AUX, phải cắm tai nghe nữa. Đấy. Các bác có thể thấy này, cắm thêm cái jack này nữa. Thì các bác tìm trên mạng ấy là cái jack tầm khoảng 60 ohm đấy nhá. 50 ohm, 60 ohm thôi. Chứ đừng cao quá tại vì nó sẽ cộng với cái trở kháng của cái tai nghe đó, nó sẽ tăng lên quá nhiều thì không hay. Thì các bác đấy thấy đấy, nó hiển thị là 50 ohm rồi. Thì các bác khi mà nghe kiểu như này thì em thấy chất lượng nó cũng tăng lên và nó kích được full cái DC lên. Đấy, hoặc thứ hai nữa là khi các bác có một cái tai nghe đây, có một cái tai nghe 60 ohm rồi. Đây có một tai nghe 60 ohm rồi. Đấy thì các bác mà cái tai nghe 60 ohm ấy nó cảm giác không hay chẳng hạn. Cái tai nghe 60 ohm nó không hay chẳng hạn thì các bác cũng cắm vào cái dây nối như em đã nói đây, cái dây nối này. Đấy, các bác cắm vào cái dây nối này. Đấy, và sau đó các bác cắm cái dây nối đấy vào cái điện thoại nhà mình thì nó cũng sẽ là 50 ohm. Đấy. Và khi các bác có 50 ohm rồi, nó kích full DC rồi, các bác rút cái đầu này ra. Các bác rút cái đầu này ra, các bác thay bằng cái tai nghe trở kháng thấp của các bác. Đấy. Thì em nghe bằng cái này. Em nghe bằng cách này thì cũng chúng ta thấy là cái điện thoại à bên cái tai nghe mà có trở kháng thấp này này, nó cũng full lên, nó cũng kích được full lên và nó cho cảm giác là sướng hơn, đã hơn. Đấy, kiểu như thế. Nói chung là cũng có khá nhiều cách để các bác có thể là kích được full DC lên, nhưng mà tuy nhiên thì là các bác nên mua một cái tai nghe có trở kháng 60 ohm lên thì các bác nói chung là nó sẽ kích được. Còn ngoài ra thì còn một cách đi nữa. Đây, các bác để thấy đây. Các bác có thể là móc cái dạng MMCX này này. Đấy. Thì đây là một cái đôi tai của đây là một cái đôi 60 ohm nhé. Thì khi các bác cắm vào xong rồi các bác cắm vào đây, cắm vào cái LG nhà mình thì nó cũng sẽ lên 50 ohm. Và khi nó lên 50 ohm rồi thì các bác tháo ra, các bác thay cái đây em cũng có một cái nữa là cái 16 ohm đây, thì các bác thay cái điện trở cái trở kháng thấp vào nữa thì các bác nghe thì nó cũng lên được, cũng hay. Nói chung là em thấy là cái cách mà thay kiểu này này, mình có cái chế cái jack này này đấy mà MCX này này, nó cũng rất là hay. Và các bác có thể là mua mấy cái đầu này thôi, các bác có thể mua nào là đầu earbud rồi đầu in ear, các bác thích cái thể loại nào ấy thì các bác nên thay vào các bác nghe. Và em khuyên các bác là mua một cái dây kiểu như này này đấy. Thực ra thì em như em nghe nói các bác là cái dây càng ngon ấy thì chất lượng âm thanh càng hay. Đây ví dụ như cái dây mạ bạc này và cái dây mạ đồng đơn giản này thôi thì em thấy thực là không phân biệt được đâu. Chắc chắn là một điều là các bác không phân biệt được đâu là cái dây tốt như này và cái dây không phải là không tốt, mà cái dây này nó không tốt bằng cái dây này, thì cái chất lượng âm thanh cho ra nó em thấy là như nhau thôi. Còn các bác nào bảo là nó sẽ khác đấy thì thôi em chịu thôi, chứ chắc tay em quá trâu rồi, em không thể phân biệt được cái điều đó. Thì tại sao em lại dùng một cái dây này, tại vì cái dây này nó có mic nữa các bạn. Đấy thì đương nhiên là các bác nào mà chuyên về âm nhạc sẽ bảo là đã nghe nhạc rồi còn nghe mic làm cái gì, đã có mic làm cái gì, thì nó sẽ mất cái thưởng thụ âm nhạc đi. Nhưng mà thực sự là nếu như mình nghe nhạc bằng cái máy nghe nhạc ấy thì đúng là như thế, thì không cần phải mic, mic chỉ là bước chân thôi. Tuy nhiên mình nghe nhạc bằng cái điện thoại ấy, thì các bác đấy khi mà đang nghe nhạc thì nhiều khi các bác có cuộc gọi đến rồi này kia, thì khi đó có cái mic ấy nó rất là hay, nó rất là tiện lợi là các bác có thể đàm thoại trực tiếp trên đấy được. Đấy, và nhiều khi là các bác đút điện thoại trong túi, các bác dùng cái phím này, các bác nách bài các thứ, nó cũng là một cái rất tiện lợi cho các bác. Cho nên em sử dụng cái dây này, cái bây giờ này em cũng trải nghiệm nó được rất là lâu rồi, em thấy nó khá là tốt và nó bền bỉ ấy. Đấy thì em và em mót thêm cái này nữa để mà có thể là thay thế được cái đầu tai, cái housing tai này này.
Thế thì qua cái bài, qua cái clip này em muốn nói với các bác là tai nghe của mỗi người đúng là mỗi sự khác nhau, nhưng mà nếu mà các bác nghe nhạc bằng cái LG nhà mình ấy, thì các bác nên sử dụng một cái tai nghe nào đó nó có trở kháng trên 50 ohm, 50 đến 70 ohm thôi. Đấy, và tại vì không một cái tai nghe nào mà nó có thể là hoàn thiện được hết mọi giải, hết mọi thể loại âm nhạc cả. Cho nên là ví dụ như các bác mà hay nghe nhạc vàng, hay nghe nhạc trữ tình thì các bác nên mua một cái dạng earbud như này. Đương nhiên là cái dạng full size thì nó là tuyệt đối rồi, nó là hoàn hảo hơn rồi. Tuy nhiên nếu các bác thích di chuyển mang đi lại gọn nhẹ thì các bác nên mua, nếu các bác thiên về cái nhạc trữ tình thì các bác nên mua một cái tai nghe dạng earbud như này, thì nó sẽ cho các bác cái giải mid nó ngọt ngào hơn, nó sướng hơn. Đó, giải bass của nó có vẻ yếu hơn cái dạng in-ear nhưng mà nó vẫn có đấy nhé. Như con 64 ohm này thấy nó đánh đùng đùng luôn, đánh rất là hay luôn đấy. Đấy, tuy nhiên cái giải chat thì nó hơi đuối tí thôi. Đấy, và nếu các bác nào mà thích nghe một cái dạng như kiểu EDM rồi nhạc đan, nhạc sàn các thứ ấy, đấy thì các bác mua một cái đầu của cái in-ear nữa. Đấy, các bác về các bác vào các bác nghe thể loại nào thì các bác cắm cái đầu đấy vào, nó cũng rất tiện lợi. Đấy, thì trên thị trường em thấy là cái dạng mod MMX này nó đang rất là phổ biến, và các bác cũng biết rồi này, nó rất là chắc chắn nhé, các bác không phải là nó lòng lẻo gì đâu, nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, trên thị trường em thấy nó có loại hai pin nữa, nhưng mà hai pin em thấy nó vẻ dễ gãy hơn như thế nào ấy. Như cái này này, thấy nó có hai lớp, ấn vào phát nữa thì nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, cái này em mod thì nó hơi xấu tí, tại vì nếu muốn đẹp hơn thì các bác cắt ngắn đi nữa rồi mod nó sẽ đẹp hơn. Đấy, rồi ok, thì hy vọng là cái clip này nó sẽ giúp ích được cho bác nào mà mới chơi LG hoặc là chơi âm nhạc trên LG biết được một số điều thôi. Còn những bác mà biết quá rành rỏi rồi thì có gì sai sót thì mà có bác comment phía dưới cho em nhé, thì em có gì em sẽ chia sẻ lại mọi người sau. Rồi ok, chào các bác.